OK, đợt này quay hình cuối cùng rồi, thì các sắc đầu tư thế nào? Mr. Wonderful bây giờ chuyển sang thành Banh Tanh này, đọc ngược lại là Tanh Bành nữa. Sắc Hồng Anh là một sắc khách mời và thực ra là các startup cũng rất là kỳ vọng. Vì sắc Hồng Anh là một người mà kiểu rất là hào sảng với là các em. Đúng rồi ạ. Thôi chứ mình là chết em. Hào sáng đi, hào sáng đó là chết banh với các em, banh xác luôn đó. Em mình nói là các em start up á, em trai em gái thông tin đến là mới con nhức đầu lắm. Thế anh Hồng Anh đầu tư được cái gì rồi trong mấy ngày ghi hình đợt này? Hai ba cái rồi đúng không? Đâu có, em được hai cái đó, một cái hai lúa đó. À, làm giò chả. Một cái cùng với Dũng nè, đầu tư cái team giống như anh Phú nói, cái team. À, đầu tư vào cái team đúng không? Mình biết ông Hưng này là cũng muốn ra offer nhưng mà cứ lưỡng lự. Cứ nhìn bên vải hoài. Là muốn ra offer nhưng sợ chủ tịch phủ quyết. Đúng rồi. Chưa biết nên offer kiểu gì. Xin hỏi chị, mùa này khẩu vị đầu tư của chị thế nào? Sao chị lại cứ cười thế? Chị có đầu tư được nhiều không? À, cũng đầu tư được cũng nhiều, cũng được. Thế bây giờ đấy, các anh ấy thì các anh thích là những cái các em gái mà xinh đẹp. Thế còn chị có thích đầu tư vào boy mà kiểu vạm vỡ Rambo? Boy của chị là có rồi ở nhà. À, đang có rồi. Có rồi luôn hả? Có rồi luôn. Ok, sáu múi, loại sáu múi. Sáu múi. Sáu múi. Six pack. À, không bằng cái đó. Ok, mùa năm nay chúng ta có một sát cũng rất là mới. Chắc là mọi người xem cũng thấy rằng là khi đầu tiên mà anh ấy xuất hiện là tất cả các sát kiểu lườm. Xem bây giờ sau một mùa ghi hình cùng với nhau thì có vẻ như là cái nhìn của các sát đối với Sắc Dũng nó có vẻ cũng đã hơi khác rồi. Tức là đầu tiên ấy là tưởng là ông này ghê gớm lắm, nhưng sau khi làm việc với nhau một mùa thấy đúng là ông ấy ghê gớm thật, đầu tư rất kinh. Tóm lại là sau mùa này thấy portfolio của Sắc Dũng đã tăng ít nhất thêm 20% đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em lại mất thêm 25% tuổi thọ. À, không, thời gian dành cho startup nhiều hơn. Không, đấy lại có dịch vụ dành cho các Sắc.
lý đầu tư, à quản lý sau đầu tư. Quản lý sau đầu tư. Nhưng đầu tư rồi thì xong. Vậy Sắc Hưng là người offer là, dịch vụ. Là sẽ offer dịch vụ quản lý sau đầu tư. Đấy, tôi sẽ xin 10% cổ phần và tôi xin được nhận 90% cổ tức. Anh vẫn còn 10% cổ tức mà. Anh mất có 10% cổ phần. Đưa ra một offer mà em không thể từ chối cũng không thể đồng ý. Ông mất có 10% cổ phần, ông vẫn còn được 10% cổ tức. Thôi, chuẩn bị để ghi hình. Chào các bạn nhé, tôi phải ghi chuẩn bị để ghi hình, không thì quá giờ mất rồi. Mà các startup xịn đã chuẩn bị vào trường quay rồi. Bye bye. TP Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh 1 năm. Anh đưa ra 2 option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có 2 offer nhé. Offer. Cái offer của Sắc Phú.